cần sóng đúng không? Anh có cần sóng to đúng không? Anh lấy bên trên này, lấy bên trên. Yeah.
dây dây giống như đảo như là tinh điện thoại. Thank you.
kiểm của ông đẹp thế mà sợ ướt tẩy, không chịu hy sinh gì. Quay được rồi, anh không cần sóng đúng không? Anh không phải sóng to đúng không? À, lấy bên trên này, lấy bên trên. Ok, anh cứ xuống.